Xin chào cô chú và các bạn Hôm nay là đầu tháng 3 rồi Ngoài trời đang lạnh buốt luôn đó Không có mưa Nắng lên nhưng mà lạnh lắm Mình đi ra đây để chia sẻ cùng với cô chú Là hôm nay mình sẽ gieo hột giống Hy vọng vài tuần nữa thì mình có thể để xuống rồi Tháng 3 rồi cũng muộn Nhưng không biết có trồng được hay không nè đây là cái thùng phân mình đã chia sẻ cách trộn phân như thế nào Mình chỉ nói đơn sơ lại nha 7 phần phân, 2 phần cát, 1 phần trăn trâu Cho vào đây 1 tablespoon bone meal 1 tablespoon muối 1 tablespoon em xanh xót Rồi 1 tablespoon 10 10 10 Nếu mình có thức ăn cho cỏ gọi là lon phút đó để mà người ta trồng cỏ cho xanh tươi tốt đó thì cô chú cho vào đây luôn còn nếu không có thì thôi còn hai thành phần khác như là xác cà phê và vỏ trứng gà mình không có thì hôm nào mình có thì mình rải xuống cái vườn của mình như vậy thì sẽ không có sâu bọ nè hay bất cứ con gì nó ăn của mình nha cô chú vào một cái video của mình chia sẻ cách trộn phân và mua phân thế nào cho rẻ đơn sơ lắm mình cứ cần xài phân bò là được rồi Bây giờ mấy ngày nay thì mưa gió nè. Phần của mình đã ẩm như thế này. Mình sẽ múc vào đem vô trong nhà ươm hộp giống. Còn ươm như thế nào chia sẻ cùng với cô chú. Nhưng chỉ có điều cô chú sẽ thắc mắc là trời như thế này nè mà ươm hộp để ở ngoài thì nó sẽ chết hết. Mình không có để ở ngoài này mà mình sẽ để ở trong nhà và để những cái góc nào để cho hộp giống của mình nó ra mồng rồi mình cho xuống đất. để gieo hột giống cho ra mồng tốt trước khi mình đem ra vườn trồng vì mùa năm nay trời lạnh quá mình gieo chảy quá thì không biết mình trồng xuống có được hay không trước khi chia sẻ gieo hột giống mình khoe với cô chú và các bạn nha có thấy cái gì đây không nè đây là trái su su của mình đó hôm trước nó u nù à để riết mà nó teo như thế này nè nhưng mà rất là tốt nha cái cọng của nó lên tới như thế này nè cao lắm mình để đó đến khi nào cần thì mình sẽ đem ra vườn cho xuống đất mình có nhiều lắm cô chú ơi không biết làm sao để mà trồng hết một đống su su này loại su su này rất là ngon giòn thơm lắm nó không giống như những loại su su khác đâu để tìm được cái hộp giống su su này thì mình đi ra chợ mễ đó người ta có bán một trái hai đồng rưỡi để ươm hộp giống thì nhà mình thì lúc nào cũng có những cái đồ mà mình không dùng đến đem đi dục nhưng bây giờ thì đừng cứ dục nữa mình đem thí dụ ha đây là cái thùng rượu nè ông xã mình uống rượu khi mua thì mua quy một cái thùng như vậy ở trong đó nó có một cái dĩ đó đây thì bây giờ mình dùng cái dĩ này nè mình sẽ ươm còn không nữa thì hộp trứng gà đây mình ăn trứng gà rồi thì mình còn cái dĩ không mình dùng cái này để ươm hột giống còn thêm một cái nữa nếu mà mình ăn trứng gà đó mình đập ra nó bể làm hai ha thì mình lấy cái ở dưới nè rồi cái ở trên mình cũng ươm được luôn nha có nghĩa là cái gì mình dùng được để ươm hột giống thì mình cứ dùng vì mình không có cần nhiều phân lắm đâu ít phân là mình đã ươm được rồi nhưng quan trọng là mình phải để chỗ nào có ánh nắng mặt trời vô như vậy nè tốt lắm cô chú ơi năm nào mình cũng làm như vậy đó và đây là cái vỏ trứng gà nè đó mình dùng cái này mình cho phân vào đây như vậy là cũng có để cho mình ương hộp giống rồi và bây giờ mình sẽ cho phân vào trong cái hộp trứng gà như thế này mình cho đầy vô sau đó rồi mình ép nó xuống như vậy là được rồi đơn giản quá phải không cô chú và các bạn rồi mình sẽ đem vào trong nhà sau đó mình cho hộp giống vào đây như vậy là xong rồi mình không cần phải tưới nước nha vì phân của mình nó đã ướt ẩm rồi còn nếu như cái hộp nào mà mình có cái lỗ như thế này đó cũng dễ lắm cô chú ơi chỉ cần lấy một cái bịch nè mình cho vào đây thì như cái này mình sẽ cho hai cái bịch sau đó thì mình đổ phân vào như thế này như vậy thì cái lỗ này nó đã che cho mình rồi quá hay luôn ha và bây giờ mình sẽ cho vô một cái rổ như thế này nè Khi mình bưng lên, bưng xuống thì phần nó sẽ không có đổ ra ngoài Như vậy là đã xong rồi Mình chỉ còn là gieo hột giống vào đây Đợi khi nào nó lên mồng cao rồi Thì mình thấy thời tiết tốt nè Mình cho hột giống xuống Như vậy là mình chỉ cần đợi đến mùa hè Thì mình đã có những loại rau củ quả mà mình thích ăn nói về hột giống thì có rất nhiều để mà mình chọn lựa hột giống mình có thể mua hoặc là được tặng hay là mình có người thân ở bên việt nam đem hột giống qua cho mình để mình trồng bây giờ mình chia sẻ nhiều thành phần khác nhau cho nên khi các cô chú trồng hột giống đó tại sao có những lúc mình trồng không có trái và có những hột giống mình trồng rồi không còn thấy nó nữa cũng rất là đơn giản thôi Bây giờ mình nói về hột giống Tất cả những hột giống đều là giống như nhau Quan trọng là mình phải xem xét hột giống như thế nào Bây giờ mình nói về hột giống Việt Nam nha Đây là những hột giống mà ở Việt Nam đem qua cho mình nè Trước nhất là cô chú phải để ý ngày tháng đây, hộp giống này người ta đã chọn lựa tháng 3, 12, 21 Và nói rõ ở đây là mình phải trồng trước tháng 3, 12, 23 như vậy là mình chỉ có vài ngày nữa là hột giống này mình phải đem đi trồng Nhưng thật sự ra hột giống này còn tốt cho mình trồng nữa hay không Thì tùy theo cái thời tiết mình đang ở là đâu Và thêm một phần bên này là hột giống Thì ở đây người ta nói là 01, 05, 22 01, 05 tới 24 Nhưng vậy là hột giống này rất là tốt Vì thời gian của nó còn lâu nè Vậy là mình trồng xuống được năm sau mình trồng tiếp còn hột giống của người mỹ thì nó lại khác hơn bởi vì những cái hột giống này của người mỹ người ta bán cho mình là mỗi năm người ta sẽ là hột giống mới lúc nào cũng vậy sau lưng cái hột giống người ta để rất rõ ràng luôn ngày tháng nè 2023 và bán cái hột giống này trước tháng 1 ngày 23 nhưng vậy là cái hột giống này mình sẽ dùng được cho cái mùa hè mà mình muốn trồng ta à, cũng nói rất là rõ nè mình coi theo cái màu mà mình trồng mình ở màu nào thì mình trồng màu nấy đây hột giống của mình đang mua thì tháng 3 tới tháng 5 tháng 7 và tháng 8 như vậy là tháng 3 mình có thể xuống đất được rồi nhưng bởi vì thời tiết lạnh quá thì mình đợi tới tháng 4 hoặc tháng 5 thu hoạch thì cũng tháng 7 tháng 8 hoặc là tháng 9 tháng 10 tùy theo thời tiết của mình nha và ở đây người ta cũng nói rõ là thời gian trồng như thế nào, độ nóng như thế nào, rất là rõ ràng hướng dẫn cho mình. Dù mình không có kinh nghiệm trồng nhưng mình mua hột giống thì người ta đã phân tách rõ ràng, như vậy thì mình cũng trồng cũng rất là dễ lắm phải không? Để chọn lựa hột giống của các công ty thì rất là nhiều, nhưng bây giờ mình chỉ lựa ra 4 hãng để so sánh coi có khác nhau ở chỗ nào hay không. Giá tiền thì mình thấy cũng không có khác nhau lắm Còn phân tách trồng như thế nào thì đều giống như nhau Trên mỗi một cái bịch người ta biên rất là rõ ràng Vì vậy cho nên mình trồng cũng không có khó lắm đâu Bây giờ mình sẽ đem một cái thí dụ Cái dưa leo Tháng Spring là cái tháng bắt đầu mình sẽ trồng Và ở đây người ta để là 53 ngày 53 ngày tính từ cái ngày thành quả trái cho đến lúc mình hết ăn trái được chứ không phải 53 ngày là từ cái ngày mình gieo hột giống nha cho nên dưa leo thì mình ăn được hai tháng nhiều khi ăn lâu hơn nữa bây giờ mình sẽ lặt ngược ở ngoài sau xem có khác gì hay không và đây người ta đọc nói rõ là trong cái bịch này có tổng cộng là 23 hộp và phải bán trước tháng 12 năm 23 như vậy nếu năm sau các bạn đi mua hột giống thì sẽ không thấy những cái hộp giống cũ sẽ là hột giống mới cho nên khi mình mua hột giống thì phải để ý ngày tháng để mua vì hột giống mà mình để qua một năm rồi mình trồng trở lại thì hột giống đó gọi là hột giống chết và ở trên này người ta cũng có phân tách cho mình nè rất là rõ ràng luôn đó là hãng này bây giờ mình qua cái hãng thứ hai ha đây là cà trái loại cà này rất là ngọt trong này thì có hai ba màu luôn thì lặt ngược lại như thế này cũng giống như vậy luôn nè 2023 tháng 11 23 12 hộp đây người ta cũng nói với mình là phu xanh ha đó rồi cách trồng như thế nào và mình ươm hộp như thế nào vì vậy cho nên lúc đầu mình chia sẻ với cô chú và các bạn đó Là mình ươm um hộp phải đem vô trong nhà mình để Thì như vậy nó mới ra cái mòng được Còn đậu bắp nè Năm nay mình mua cái loại đậu bắp này Thì mình sẽ trồng được gần 2 tháng luôn Nhưng mà mình ở Gilroy thì thời tiết nó hơi khác Cho nên nhiều khi tới tháng 10 mình vẫn còn đậu bắp ăn Rồi bây giờ mình lặt ngược ha khi mình mua hột giống này về đó mình để trên bàn bị nước nó trôi đi cái màu ngày tháng cho nên mình biết được là cái hột giống này mình mua là tốt bởi vì lúc đầu mình mua là mình đã coi rồi và cũng như vậy rất là đơn giản luôn còn một loại hột giống nữa còn cái loại hột giống này nè mình chia sẻ với cô chú và các bạn nha cái ớt này nó cay khủng khiếp luôn nếu mà ai thích ăn bún bò quế trồng ớt này cho một trái vô thôi thì cái nồi bún bò quế mình có cái mùi rất là đặc sắc luôn còn nếu không thì mình đi ra chợ mỹ hay chợ mỹ người ta có bán loại ớt này mua một trái thôi còn nếu như trồng làm kiển cho vui thì cũng đẹp lắm đây cũng vậy luôn nè đó tháng 12 23 cho nên khi cô chú và các bạn đi mua hột giống phải để ý nha hột cũ đừng có mua vì bởi những cái hột đó sẽ không trồng được nữa cho nên khi người Mỹ họ bán cái gì Cũng có ngày và tháng gì người ta bảo đảm mình bỏ tiền ra mua Là phải trồng cho ra giái để mà mình ăn Còn đây là những hột giống mà mình đã trồng hồi năm ngoái Mình giữ lại để mình trồng cho năm nay Như vậy là năm ngoái là tháng mấy? Cho như là tháng 10 đi rồi mình để hột giống nằm như vậy cho tới bây giờ mình mới bổ hột giống ra để mà lấy hột nhưng vậy là tất cả những hột giống này là hột giống tốt với cái khu vườn của mình có những cây ăn trái hay những cái loại hột nào mà mình muốn giữ lại để trồng rất là tốt bởi vì những hột giống này hoàn toàn là hột giống tươi tốt để cho mình trồng và mình cũng có thể dùng những hột giống này cho bạn bè nè hay anh chị em cô chú nào thích trồng? Còn nếu như mình mua hột giống thì phải để ý một chút nha Còn làm sao để mà mình gieo hột giống cho đơn giản Và không có bị những hột giống gọi là hột giống chết, hột giống lép Và những hột giống mình trồng xuống đất rồi không thấy nó lên mầm, Rất là đơn giản lắm Bây giờ mình chia sẻ cùng cô chú và các bạn hột giống ớt thì phải nói có rất là nhiều để cho mình chọn lựa, nhưng người Việt Nam mình lại thích trồng ớt hiểm, ớt chỉ thiên. Nhưng còn riêng mình thì mình thích trồng ớt để thấy được cái màu đẹp của nó nhiều lắm. Có rất là nhiều loại luôn. Ở đây thì mình có tổng cộng là 6 7 loại, nhưng tất cả loại ớt này thì mình chỉ có ăn hai loại thôi, còn mấy loại kia thì mình làm kiển cho đẹp. Ớt thì mình có hai cách để trồng một là mình cho xuống đất luôn rải hết một trái ớt như vậy là nó sẽ mọc lên cho mình rất là nhiều hai thì mình cho vào một cái thùng như vậy là xong đến mùa thì mình hái ớt nhiều quá cho vào tủ đá nguyên một năm mình có ớt ăn sau đó thì mình tỉa cái cây xuống khoảng còn 2 feet thì qua năm nó mọc tiếp tục bón phân thêm như vậy là được rồi đây là một loại ớt mình mới sinh về ba trái thật sự mình không cần ba trái đâu mình cần một trái là cũng nhiều lắm rồi cái ớt này như là cánh hoa hồng vậy đó cũng dễ thương lắm còn đây là một loại ớt mễ nè rất là to luôn ăn nó ngọt lắm và ớt này thì cái dáng của nó thì cũng hơi vui vui đây cũng nhiều loại lắm trồng ớt thì quá là đơn giản luôn. Còn đây là một loại ớt mà mình mua ở chợ Mỹ hay chợ Mỹ đều có bán. Cái tên của nó đây nè, tám ao, một cái hộp như thế này nè, nhiều lắm. Mình ăn đâu có hết đâu. Cay khủng khiếp luôn, cay hơn ớt hiểm luôn. Nếu anh chị em nào mà thích ăn cay đó thì mua loại ớt này về ăn thử đi rồi mình trồng luôn để chọn lựa những hột giống trước khi mình ngâm vào nước để cho ra màu rồi mình cho vào phân trồng trước khi mình cho xuống đất thì mình nên chọn những hột giống nào mà mập giòn như vậy là hột giống đó rất là tốt đây trong một trái hũ qua mà mình chỉ lựa được có 5 hột mà thôi còn nói về hột giống bí đỏ thì mình có rất là nhiều luôn mình đã bỏ đi hết 70% rồi, chỉ còn lại bấy nhiêu thôi Nhưng mình sẽ lựa lại nữa Bây giờ mình đem một cái thí dụ để cho cô chú và các bạn xem Nếu nhìn kỹ vào đây, những hộp giống nó có dấu chấm đen như thế này Những hộp giống này không có tốt, mình phải bỏ đi Mình phải lựa những hộp giống nào mà nó tròn trịa như hộp này nè Như vậy là hộp giống này sẽ là hộp giống tốt Còn nhìn kỹ nữa, đây cái hộp giống này nè, nó bị vàng thì cái hột giống này cũng không có tốt cho nên khi mình chọn lựa hột giống thì mình phải lựa cho thật là kỹ vì mình đã trồng thì mình phải trồng cho ra trái đó là lý do tại sao nhiều lúc mình mua hột giống về mình trồng lại mình nghĩ cái phần của mình không tốt hay là hột giống mình trồng rồi nó đi đâu mất tiêu mình trồng quá nhiều là hột giống nhưng gốc cuộc không có một cái cây nào có trái cho mình ăn cho nên khi mua hột giống, mình về phải lựa cho thật là kỹ. Nhưng đã lựa kỹ rồi, thì mình trồng xuống, bảo đảm là mình sẽ có trái ăn. Hột giống lựa sơ qua để cho cô chú và các bạn nhìn vào hột giống có những đốm đen như thế này, gọi là hột giống chết. Vì vậy cho nên khi mà mình có hột giống ở nhà của mình, tuy nhiên là mình có cá bịch hoặc là nhiều trái lắm, nhưng thật sự mình đâu có cần nhiều như vậy. Cho nên khi mình lựa hột giống để trồng thì nên coi kỹ hột rồi sau đó mình mới cho xuống đất. Như vậy thì bảo đảm mình có trái ăn. Còn đây là những cái hột mình đã lựa ra rồi. Rất là tròn trịa, mập mạp, khỏe mạnh. Và hột khổ qua cũng vậy. hột giống màu đen tròn trịa mập mạp như thế này là một loại hột giống hiếm mà có ở bên Mỹ lắm nhưng tại sao mình lại có những hột giống này cô chú và các bạn nếu ai muốn biết hột giống này là hột giống gì thì kho mình cho mình nha rồi mình nói nếu như cô chú và các bạn thích thì mình sẽ sẵn sàng tặng cho còn ở đây có bao nhiêu hột thì mình không biết nhưng mình sẽ cho mỗi người là 4 hộp. Hai loại hột giống này thì mình đã được tặng và mình cắt ra để xem kỹ những hột giống này trước khi để mà mình ngâm ra mồng rồi mình trồng. Sau đó mình sẽ cho xuống đất. Coi rất là kỹ những hột giống này, rất là tốt, khỏe mạnh. Mỗi một bịch đều có đúng là 10 hột. Nhìn kỹ vào đây, hột nào hột nấy đều với nhau, mập mạp đó là giống bầu sao còn bên này là mướp hương trái dài cũng vậy luôn cho nên mình rất là vui đã được tặng những hộp giống này khi mình trồng xuống thì bảo đảm mình sẽ không có ủng công và cũng không có sợ là không có trái cho mình ăn nhưng trồng như thế nào thì mình phải coi theo cái địa điểm nó có cần nắng nhiều hay không tháng mấy là tháng mình nên trồng thời tiết như thế nào và bây giờ mình chia sẻ cách ươm hột giống như thế nào để mình chọn cho đúng hột giống khi mà mình ươm xuống đất thứ nhất là mình sẽ lấy một cái ly nước hơi ấm ấm mình sẽ cho cái tay mình vào như thế này nếu mà mình thấy ngón tay của mình ấm như vậy là được rồi còn nếu như mình thấy ngón tay của mình bị nóng thì mình phải cho thêm nước lạnh vào đó là cách mình thử nước sau khi mình đã cho những hột giống vào một cái ly nước ấm 24 giờ sau thì mình sẽ lấy những hột giống này ra bỏ lên trên một cái dĩ như thế này và dùng cái giấy nắp kinh nhúng cho thật là nhiều nước rồi mình sẽ để hột giống lên sau 24 tiếng mình đã ngâm trong một cái ly nước rồi mình lấy ra mình để lên một cái dĩ như thế này ở dưới cái dĩ thì dĩ nhiên là mình phải nhúng nước cho thật là nhiều ướt rồi sau đó mình sẽ để những cái hộp nằm rồi mình sẽ nhúng thêm một tờ giấy ướt nhiều như thế này nữa đắp lên trên rồi mình sẽ cho vào một cái bịch cột lại mỗi ngày mình lấy ra mình xịt cho tí xíu nước cho đến khi mình thấy nó đã ra một cái mồng ở trên cái đầu hộp như thế này như vậy là mình đã cho xuống đất được rồi khi mà mình đã cho miếng giấy ướt lên trên cái mặt để mà mình đắp mấy cái hộp cho lại đó là nước ấm ấm cũng như là lúc đầu mình đã cho cái ly nước vào, cho ngón tay vô thấy ấm là được rồi. Như vậy thì cái hộp nó có cái hơi ấm, nó sẽ ra cái mông rất là nhanh. Và bây giờ mình cũng lấy một cái bịch bọc cái rổ như thế này lại cho nó kín. Mình để qua một bên. Mỗi ngày mình mở ra xem và cho chút xíu nước vào như vậy nó sẽ tiếp tục có cái hơi ẩm cho tới lúc nào cô chú và các bạn thấy là cái đầu của cái hộp nó rã ra cái mỏng trắng trắng như vậy là mình sẽ cho xuống cái phân để cho mình ươm cái hộp như vậy thì đã xong rồi mến chúc cô chú và các bạn luôn luôn vui vẻ hạnh phúc bên gia đình và người thân đừng quên cho mình một cái subscribe like và share